Hôm nay, thí sinh lớp 12 trên cả nước bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và thời gian kết thúc đợt đăng ký là vào 17 giờ ngày 10 tháng 5 năm 2024. Tất cả sẽ được thực hiện theo hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi, địa chỉ http://thising.thitotnghiep.thpt.edu.vn bằng tài khoản đã được nhà trường cấp. Trong khi đó, thí sinh tự do sẽ đăng ký dự thi trực tiếp, không phải trực tuyến như học sinh đang học lớp 12. Địa điểm đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Cùng với đó, việc ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông được các trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đang gấp rút để trang bị cho học sinh kiến thức để đảm bảo 100% các thí sinh đều đỗ tốt nghiệp theo chương trình giáo dục phổ thông cũ. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cũng hướng dẫn các trường là học ôn thi tốt nghiệp trực tuyến trên app Hà Nội On. Sau những cái bài học ở trên lớp thì các em về có thể là xem lại những bài giảng của các thầy cô trên app Hà Nội On và các em có thể là luyện tập ở trên đó, trau dồi thêm kiến thức trước khi mà các em thi tốt nghiệp. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28, 29 tháng 6. Thời gian công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 dự kiến vào ngày 17 tháng 7.